Thưa quý vị và các bạn, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè từng được biết đến là điểm nóng tái trồng cây thuốc phiện và có tỷ lệ người nghiện cao. Tuy nhiên, những năm gần đây nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và cấp ủy chính quyền địa phương mà việc tái trồng cây thuốc phiện và tỷ lệ người nghiện đang giảm dần, đời sống của người dân cũng đã từng bước được ổn định. Ông Lý Ý Xẻ, bản Á Mé, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè. Có lẽ nhìn ông như thế này, không ai nghĩ trước đây đã có khoảng thời gian gần 30 năm nghiện thuốc phiện. Tưởng chừng như cái đói, cái nghèo cùng với bóng ma của thuốc phiện sẽ giết chết ông. Tuy nhiên, được sự động viên của chính quyền, các đoàn thể xã, mà đặc biệt là lực lượng công an xã, mà những năm trở lại đây, sau rất nhiều lần tái nghiện, ông đã cai nghiện thành công. Đó là sự quan tâm của các đoàn thể chính quyền của xã. Sau đó, cái thứ nhất là sự quan tâm của đồn và công an xã là chủ yếu, vận động quần chúng nhân dân tự cai, tự giảm tự cai. Cho nên là từ năm 99 là bắt đầu tự giảm. Sau đó đến tháng 6 năm 2020 là bác đã giải quyết được. Thứ hai nữa là mình phải trông chờ vào góc độ gia đình của mình. Con cái đã lớn, nó đã ra ngoài xã hội, người đi hướng này, người đi hướng kia. Xong con cháu động lực, thêm sức cho mình nhé. Sau đó mình mới quyết tâm tự cai. Bản Á Mé, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, hiện có tổng số 43 hộ với 100% là đồng bào dân tộc Hà Nhì. Theo như lời chia sẻ của bí thư chi bộ bản, anh Lì Khử Xá, giai đoạn khoảng từ năm 2010 đến năm 2013, trong bản, hầu như hộ gia đình nào cũng có người nghiện. Tuy nhiên, từ năm 2015 trở về đây, khi có sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, đặc biệt là lực lượng công an, đến nay trong bản chỉ còn khoảng 10 người nghiện. Đây có thể coi là những chuyển biến tích cực trong đời sống của hơn 30 hộ đồng bào dân tộc Hà Nhì tại nơi đây. Và lực lượng công an xã và các bộ bản vận động nhân dân và những người nghiện là tự cai và để phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay từ đó đến đây từng số người nghiện là 31 người. Đến nay là tự cai là 20 đồng chí. Về kinh tế trong năm 2020 là cũng so với năm ngoái và năm nay thì khá hơn năm ngoái hơn nhiều. Với diện tích tự nhiên rộng, xã Tà Tổng có 12 bản và 3 điểm dân cư lẻ, trong đó dân tộc Mông chiếm tỷ lệ trên 95%. Trước đây, Tà Tổng từng được biết đến là điểm nóng về việc tái trồng cây thuốc phiện và là nơi có tỷ lệ người nghiện cao. Trước đây, Tà Tổng từng được biết đến là điểm nóng về việc tái trồng cây thuốc phiện và là nơi có tỷ lệ người nghiện cao. Thế nhưng, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng và cấp ủy chính quyền các cấp ở địa phương, tỷ lệ tái trồng cây thuốc phiện thời gian này đã giảm theo từng năm. Cụ thể, niên vụ năm 2015-2016, lực lượng chức năng đã phát hiện phá nhổ hơn 60 nương trồng thuốc phiện với tổng diện tích 69.000 m². Thì đến niên vụ năm 2020-2021, diện tích được phát hiện và phá nhổ chỉ còn hơn 2.200 m². Những diện tích nương trước đây trồng cây thuốc phiện đã được chuyển đổi sang trồng quế, mắc ca, san nhân tím, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống còn hơn 50%. Trước đây, thời điểm cao điểm nhất, số người nghiện của xã lên tới hơn 500 người. Tuy nhiên đến nay, con số này cũng đã giảm xuống, chỉ còn khoảng 170 người. Đây là một cái việc là trăn trở, phải nói là làm thế nào để xóa được cái vấn đề ma túy. Thế thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương có những cái chương trình hành động, có cái kế hoạch cụ thể và tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của huyện để có những cái quyết sách mà áp dụng để làm sao là hợp lý với những cái địa bàn. Thứ hai nữa là những cái đối tượng mà nghiện đấy hoặc là lén lút mà đi tái trồng cây thuốc phiện thì chúng tôi cũng bằng cái những biện pháp nghiệp vụ ngoài cái tuyên truyền ra thì cũng bắt giữ một số cái đối tượng và xử lý trước pháp luật để răn đe không tái trồng cây thuốc phiện. Qua những cái quá trình thì ngay ban đầu thì chúng tôi cũng nghĩ là rất là trăn trở, nhưng mà đến cái thời điểm hiện tại
thì báo công chí là cũng rất là đáng mừng. Đấy, có những cái thành quả mà kết quả mà lực lượng công an xã đã tham mưu cho các chính quyền mà giải quyết được những cái việc dứt điểm mà không tái trồng cây thuốc viện. Có thể thấy hiện tại tuy chưa thể ngăn chặn triệt đề, nhưng điểm nóng tái trồng cây thuốc viện cũng như tỷ lệ người nghiện tại xã Tà Tổng, huyện Mường Tè cũng đã giảm dần. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, lực lượng công an, đời sống vật chất tinh thần của người dân đã ổn định. Bóng ma thuốc viện, ma túy đã từng bước được đẩy lùi.